Nhìn lại 2023, Hiền Hồ trở lại sau bê bối đời tư, rách ra MV thân thiết với Messi, rộ tin hẹn hò với Thúy Ngân. Hiền Hồ quay lại showbiz, liên tục cho ra MV mới, gửi gắm tâm tư, tình cảm và hy vọng thay đổi hành trình sự nghiệp, cầu mong sự tha thứ của dư luận. Tuy vậy, phản ứng từ khán giả đối với sự trở lại của Hiền Hồ không mấy tích cực. Rách cũng không khả quan hơn là bao. Nam ca sĩ tung một số sản phẩm âm nhạc nhưng không được đón nhận. Anh còn bị chỉ trích dữ dội vì lợi dụng hình ảnh của siêu sao bóng đá Messi để quảng bá cho video ca nhạc. Bên cạnh đó, Rách còn vướng tin hẹn hò với Thúy Ngân. Nữ diễn viên bóng gió phủ nhận sự việc nhưng phía Rách giữ im lặng. 2023 cũng là năm hàng loạt người nổi tiếng gặp lùm xùm tiền bạc. Ca sĩ Khánh Phương bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 245 triệu đồng vì mua tới 45% vốn của Sông Đà 1.01 nhưng không đăng ký chào mua công khai, đồng thời nhiều lần vi phạm quy định công bố thông tin. Phía diễn viên Quách Ngọc Ngoan thông báo vỡ nợ hồi tháng 4. Anh cho biết phải gồng gánh số nợ lớn mỗi ngày và không còn xoay sở chi trả. Đoạn video, diễn viên Dương Cẩm Linh bị một phụ nữ đòi nợ gây xôn xao trên mạng xã hội. Nữ diễn viên thừa nhận nợ số tiền lên đến 6 tỷ đồng sau khi kinh doanh mỹ phẩm thất bại. Chưa hết, chấn động nhất phải kể đến drama đình đám giữa nữ diễn viên Ngọc Lan và bảo hiểm MV iLife. Căng thẳng lên cao đến mức công ty bảo hiểm phải giải trình với Bộ Tài chính về hợp đồng bảo hiểm với diễn viên Ngọc Lan. Ngọc Lan được phía bảo hiểm hỗ trợ một số điều khoản hợp đồng, thay vì hủy ngang và chấp nhận mất trắng số tiền hơn 2 tỷ đồng đã đóng phí trong 3 năm.